Chào bầu chú Đồng ơi. Nhanh lên nhanh chào lên. lấy ra tiếng cụm nhảnh. Nói tiếng gì đó vậy ông? Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn tối hôm nay ngày 28 28 tháng 4. Con chào cô chú là bằng tiếng Hàn, là bằng tiếng tiếng Anh á. Tiếng Anh hả? Bậy bạ không à. Và tối nay thì Đồng đi thăm bà ngoại ở bệnh viện Sài Gòn ngay ngay công trường Quách Thị Trang. Tối nay thì bà ngoại ngủ đây một đêm nữa thôi, thì ngày mai bác sĩ cho xuất viện rồi, thì tình hình sức khỏe bà ngoại cũng ổn. Cảm ơn rất nhiều đến cô chú anh chị và các bạn đã luôn hỏi thăm rồi luôn theo dõi kênh Vi Lâm TV, hỏi thăm bạn đồng nhỏ, hỏi thăm bà ngoại. Tối nay thì sau khi đem đồ ăn vô cho bà ngoại rồi, sẵn đây Nị dẫn Đồng đi lại gần đây chơi, chắc lại siêu thị Takashimaya gần đây, rồi em dẫn anh chị và bạn chúng ta cùng đi dạo quanh một cái khu vực mà nơi đó ngày nay cũng rất là thay đổi nè, mà có rất nhiều cô chú anh chị cũng không nhận ra, đó là con đường Cường Rể ngày hôm nay, với rất nhiều công trình chồng chất công trình ở con đường Cường Rể Tôn Đức Thắng ngày hôm nay. Rồi mời anh chị và bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ha. Rồi Đồng đi vô siêu thị chơi. Rồi bye bye ông bà cô chú Đồng ơi. Bye bye bye. Chú. Giờ con đi đâu? Tiniver. Đồng đi Tiniver xong rồi chút nữa em vòng lại rước. Tại bây giờ cũng hơn 8 giờ. 8 giờ hơn. Chơi khoảng nửa tiếng rồi đi về. Em dẫn anh chị đi vòng vòng là vừa. Thôi đón mi trước cái đã. Hả? Đón mi trước cái đã. Đợi mi xuống cái rồi đi. Đây thì đang quay lên đưa đồ cho má lại rồi. Rồi xuống liền. Đi chơi chỗ mới. Hả? Đi chơi chỗ mới. Chỗ mới đâu? Đâu có chỗ mới hoài không? 81 tận là chỗ cũ á. 81 tận hả? 81 tận có không? Giờ qua chợ Bến Thành. Qua chợ Bến Thành có không? Qua chợ Bến Thành có đồ chơi mới không? Không. Không có hả? Mai mua. Mai mua. Là hết tiền rồi. Vậy hả? lấy tiền bỏ vô túi á. Làm sao mà con lấy tiền bỏ vô túi á. Bỏ túi chi? Đưa cô. Đưa cô làm chi? Đưa cô để con đập tức tiền học. Đưa để đóng tiền học hôm hả? Nay... cô dạy bài tạm biệt mầm non á. Hát sao ba hát ba nghe coi. Tạm biệt mầm non đâu hát thử coi. Cái gì vậy? Mai hát con bà cô chú nghe bài tạm biệt mầm non nha. Rồi sao nữa? Ở trên đình lần họ đại đồng sắp tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp mầm non rồi. Ồ xe gì vậy? Cứu thượng. Cái xe này kêu kỳ lắm. Kêu sao kỳ? Quét. Quét. Vậy hả? Quét. Giờ thấy xe này là một sự ám ảnh. Phía bên cánh phải anh chị và các bạn, đó là khu vực bến đò Thủ Thiêm ngày xưa, mà cũng là bến Bạch Đằng ngày nay. Ngày nay thì nói chung do tình hình dịch bệnh thì những cái nhà hàng ở đây, nhà hàng trên tàu cũng ít khách đi. Ở đây thì không có như ngày xưa nữa. Và ngày nay ở dọc theo con đường Tôn Đức Thắng này có rất là nhiều building đang chuẩn bị xây lên, và những hạng mục và những căn hộ ở đây mang tầm cỡ quốc tế luôn á, như là số 2 Tôn Đức Thắng nè. Có thể thấy tòa nhà này đang trong quá trình xây dựng đó. Cái view của tòa nhà này nhìn ra dòng sông Sài Gòn
rất là đẹp, rất là mát. Và ở đằng kia nữa, đằng kia cũng có rất nhiều cái building cũng như là những căn hộ xây lên, cũng như là những cái khách sạn dọc theo cái dòng sông này thì rất là nhiều. Chúng ta tưởng tượng như là nhìn ở đây, nhìn những cái tòa nhà, những cái building ở đây như là nhìn giống như là thành phố Hồng Kông vậy đó. Đứng ở dòng sông Sài Gòn nhìn qua thành phố Hồng Kông. Và buổi tối ở đây thì nói chung cũng mát mẻ, người ta hay đi xe, người ta đi ngang đây, người ta ngồi ở đây uống nước hay là uống cà phê ngắm cảnh. Đối với con đường này thì ngày xưa thì là tên Cường Để, nói liền phía bên kia cho tới ngay hãng Ba Son ở phía bên cánh trái anh chị và các bạn, đó là con đường Nguyễn Huệ. Cuối đường đó là tòa Đô Chánh. Con đường ngày nay đang có sự kiện gì đó diễn ra, lễ, ngày lễ 30 tháng 4. Ở đây là khu vực khách sạn Majestic, rạp Majestic ngày xưa. Và ngày xưa thì con đường này có rất là nhiều cây, nhưng mà ngày nay thì vì là công trình tuyến metro đi ngang nên thành ra con đường này không còn nhiều cây như ngày xưa nữa. Chỉ có một đoạn này thì có vài cái cây, còn ở đằng kia thì hoàn toàn trơ trụi. Tiếp nối công trình tuyến tạo metro thì ở đó đang diễn ra công trình làm cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2 đó, nối liền giữa đầu bờ quận 2 và quận nhất. Khi mà cây cầu đó xây xong thì cái khu biệt thự ngay chỗ Ba Son sẽ rất là có giá. Những đại gia sở hữu những căn hộ có giới hạn sẽ được những cái view rất là đẹp. Và sau này chắc có lẽ những cái trung tâm thương mại du lịch tập trung ngay khu vực này hết. Không biết chợ Sài Gòn của chúng ta rồi sẽ như thế nào đây. Đây là khu vực khách sạn Liberty ở với lại khách sạn gì cũng là khách sạn 5 sao nè, tên tiếng Pháp Renaissance. Đây là công trường Mê Linh, tượng đài ông Trần Hưng Đạo. Xung quanh công trường Mê Linh ngày nay thì có rất là nhiều khách sạn 5 sao và những cái tòa nhà mọc lên rất là nhiều. So với những hình ảnh ngày xưa thì không có như thế này đâu ha. Đây những tòa nhà, những khách sạn rất là đẹp. Và phía bên cánh phải chúng ta đó là ga tàu thủy Bạch Đằng đi các quận huyện, nơi mà Đồng nhỏ rất là thích đi tàu bớt. Và bây giờ Đồng thì đang chơi Tiny World ở trung tâm thương mại rồi, đi chơi với Nị dẫn cho đi chơi chút xíu rồi về, tại vì bữa giờ bà ngoại bệnh nên cả nhà cũng rối đội hình luôn, ăn uống thì cũng đơn giản. Rồi Đồng thì đi học và đi về chứ cũng không có đi đâu. Hôm nay tranh thủ cho Đồng đi chơi chút xíu để thôi ngày mai đông lắm, lại ngày mai cũng lu bu nữa, ngày mai bà ngoại xuất viện nữa đó, nên ngày mai chắc ở nhà. Hôm nay thì tranh thủ đi chơi chút xíu ha, rồi em dẫn anh chị đi dạo mát một vòng để mình nhìn ngắm đường xá, đường phố Sài Gòn, nghe tiếng còi xe,
tiếng máy, tiếng xe máy, nhìn thấy sự nhộn nhịp, sự hạnh phúc của Sài Gòn, trong khi ở các đất nước khác như là Ấn Độ, Campuchia thì dịch bệnh đang tràn lan khắp nơi. Cầu mong cho cái dịch bệnh nó không có bùng phát để họ sớm trở lại cuộc sống bình thường ha. Và chúc mừng anh chị, đó là quán cà phê trứng. Quán cà phê này nói chung mang cái phong cách cổ xưa. Ở bên trong quán cà phê thì để những cái vật dụng thời xưa, thời bao cấp, những cái lon rồi cái radio, rồi nói chung những cái đồ xưa xưa cổ cổ. Ở kế bên có quán cà phê Mê Trắng ở dưới cái tòa nhà rất là lớn. Ở đây thì các bạn trẻ tập trung uống cà phê, ngồi hóng mát, rất là thích. Nhìn cái view, nhìn qua dòng sông Sài Gòn, nhìn qua bên kia quận 2. Sau này khi mà cái cầu Thủ Thiêm này xây xong thì việc đi qua quận 2 nó cũng dễ dàng hơn. Thay vì đi hầm, đi cầu Sài Gòn thì nay chúng ta có thêm một đường nữa, đó là cầu Thủ Thiêm 2. Ở ngày xưa con đường này cây cối rất là nhiều nè, nhưng mà ngày nay thì chỉ còn mấy cây me thôi, mấy cây me nằm bên kia đường, bên rẽ bên trái nè. Đi tới một tí nữa thì có khách sạn 5 sao Lim Meriden. Ở nơi đây thì cũng là nơi kỷ niệm của chú Hùng. Mới đây cũng khoảng 2 năm rồi, nhanh thiệt. Và ngày nay cái hãng tàu Ba Son thì không còn nữa, đổi lấy hình ảnh của những cái căn biệt thự cao cấp dành cho những đại gia giới siêu giàu, những người có tiền. Vì những căn hộ đó thì có giới hạn thôi, khoảng chừng mấy chục căn thôi à. Nằm ngay vị trí cặp bờ sông, cặp bờ sông Sài Gòn, rất là đẹp, rất là mát, rất là rộng. Đây là có khách sạn Lotte Resort. Khách sạn này lúc trước dịch cũng như lúc khi có dịch ha, em thấy cũng không có ồn ào, không có náo nhiệt như các khách sạn khác. Khách sạn này hơi khép kín. Những hàng cây ở đoạn đường này ngày nay đã không còn nữa nè. Ở dưới cái ở dưới con đường này, ở dưới mặt đường đó là cái đường tàu điện ngầm. Không biết sau này Sài Gòn chúng ta có tàu điện ngầm thì nó có thuận tiện như thế nào không ha, để tới đó xem rồi chia sẻ với cô chú anh chị tiếp tục. Khách sạn Lee Meriden. Cái view của khách sạn này nhìn ra hãng tàu Ba Son, nhìn lại nơi có nơi mà ngày xưa có rất nhiều cô chú anh chị đã từng làm việc tại đây và ngày nay không còn nữa. Nhìn lại để nhớ một thời lăn lộn vất vả nhưng mà huy hoàng.
Bên đây là đường Ngô Văn Năm, đi ra thông ra tới khu 15A Lê Thánh Tôn, khu người Nhật, khu phố Nhật đó. Đây có tòa nhà rất là đẹp, tòa nhà của ngân hàng VP Bank. Đó, phía trước anh chị và các bạn đó là hình ảnh của dốc cầu Thủ Thiêm đó. Ngày nay đi ở cái đoạn này rất là rối. Đây có ông bán xoài, bán me, ông lão bán me. Bên trong khu Ba Son ngày nay thì đã không còn một chút gì gọi là hãng tàu hết. Sau này ở khu này chắc là rất nhiều cô chú anh chị cũng không hình dung được. Sau này ở đây có một căn hộ, có một khu chung cư cũng rất là cao cấp, không thua gì The Barrett of Sài Gòn nè. Ở khu này nè, view ra sông Sài Gòn nữa nè. Căn hộ 5 sao luxury dành cho những người có tiền, cũng 600-700 triệu một mét vuông, mà chắc là hơn thế nữa. Thì ở đây số lượng đây cũng không có nhiều. Nhìn view ra sông Sài Gòn, rồi view bên đây là khu biệt thự ngày xưa là hãng tàu, hãng xưởng tàu Ba Son. Đây là dốc cầu Thủ Thiêm, đi thẳng bên kia là theo dốc cầu này thì là tới Lê Duẩn luôn đó. Từ Lê Duẩn đến qua bên kia là quận 2 luôn. Anh chị và bạn có hình dung hay không? Ngày nay bây giờ như là một đại công trường, trên mặt đất, dưới mặt đất đều có công trình hết trơn á, công trình trồng lấp công trình. Số 2 Tôn Đức Thắng là ở đây. Căn hộ cao cấp trong tương lai mang tầm cỡ quốc tế. Grand Marina. Và đây là cổng của hãng tàu Ba Son ngày xưa. Chắc lẽ rất nhiều cô chú anh chị rất là bồi hồi nhớ lại những hình ảnh về ngày xưa khi mà nhìn lại những khu này, ngày nay nó như thế này. Tạm thời bây giờ thì mình thấy nó hơi tan nát, nó hơi hơi bừa bộn, nhưng mà sau này chắc có lẽ rất là đẹp. Những trung tâm thương mại thì sẽ tập trung ở đây, và du khách du lịch thì cũng tập trung ở đây nhiều hơn là ở chợ Sài Gòn sau này nè. Không biết đường xá sau này như thế nào nè. Hiện tại thì rất là lung tung hết trơn. Ở đây không quen là chạy rất dễ bị lạc đường. Ở đây là đi hướng này là mình sẽ đi ra Landmark nè, khu Vinhome nè. Đi thẳng thì mình sẽ ra Lê Duẩn. Bên trái là Lê Thánh Tôn. Chúng ta đi tới tí nữa rồi mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay ở con đường Tôn Đức Thắng. Ngày xưa ở đây bán rất là nhiều món bò lá lốt, bò lá lốt mỡ chài, nhưng mà ngày nay thì
đã thay đổi hết rồi, chỉ còn vài vài xe bán thôi. Kế bên nhà thờ Thánh Du Xe. Không biết tình hình dịch bệnh ở các quốc gia của anh chị và các bạn đang sống thì như thế nào. Còn ở Sài Gòn thì hiện tại cũng ổn, nhưng mà cũng đang lo lo, từ vì nay mai nữa thì có một cái dịp nghỉ lễ, nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5, rồi nghỉ liên tiếp thứ bảy chủ nhật, nên nghỉ rất là nhiều ngày. Đó, hẻm này bán bò lá lốp, bò mỏ chài, nghỉ rất là nhiều ngày nên người ta sẽ đi chơi tập trung đông người, rồi tình hình dịch bệnh không biết nó sẽ như thế nào đây. Trong khi Campuchia, Ấn Độ có những con số tăng vọt đáng sợ. Tới đoạn này là hết đường Tôn Đức Thắng rồi nè. Qua bên kia là giao lộ Lê Duẩn, bên kia là Đinh Tiên Hoàng. Và video ngày hôm nay đến đây sẽ được khép lại. Một số hình ảnh dạo quanh Sài Gòn, con đường Tôn Đức Thắng, gửi cô chú anh chị và các bạn để chúng ta hình dung được khu vực Ba Son ngày nay nó như thế nào ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng 15 TV.